Tiếp theo là phần thi của Đình Trung. Trần Đình Trung. Chỉ là một loại. Vẫn là một loại. Thành bài thi tốt. Có lẽ là bài thi này sẽ đạt được 90 điểm. Tốt.
Lên. Anh Thạch. Anh Thạch. Vẫn chỉ là một loại. Xuất sắc. Phần nhận xét của giám khảo cho phần thi của cặp đôi. Vâng, và đây là chương trình của chúng ta, và rất may là phần thi thành công. Vâng, tự tin cho thí sinh là khi mà lớp 6 thì bỏ thi hơi gắt, vì sau này đúng là thí sinh của học sinh hát thì bằng giám khảo sẽ chuyển vào bài giám. Và từ giờ là tình mẫu của Vinh Nguyên Vinh Trường tự ra tổng thống giúp các người tuyên truyền. Vâng, nhưng mà tuy nhiên ban giám khảo hiểu là không hơi các thí sinh đang lọc một chút và có thể vừa không bao giờ thấy. Và khi mà thực hiện một cái động tác tắm thì cũng có bản thân các đấy là tập rất là đầy đủ và rất là bình tĩnh. Cho nên ban đầu ít còn đấy chủ căng thẳng còn chó thì tự tin. Và cái khả năng ra lệnh cho chó và khả năng bưng lời của chó thì đạt cái mức cao. Khả năng bưng lời đạt mức cao. Tuy nhiên thì khi mà thí sinh đến gần khu chó thì có khi là do căng thẳng thì thí sinh hoặc do sức khỏe chúng ta lại không bổ sung vào lần nữa cho cái đấy là sự cần thiết. Như vậy là giám khảo đang thì nhận xét là chó chủ động, còn người dắt thì căng thẳng, gây ảnh hưởng đến cái sự gắn kết. Tuy nhiên thì cái phần chó thì tất cả chúng ta thì có vẻ như nó thả hơi chậm, thả hơi khó cho lắm. Cắn từ tốt, nhả thì hơi chậm. Còn trong những cái động tác chuyển giao giữa tất cả những cái giai đoạn khác nhau thì chúng ta cần phải cân đối một chút. Và có một cái mà ban giám khảo không thích cho lắm là khi mà bắt đầu những cái bài tập này, khi mà bắt đầu những cái bài thi này
thì thí sinh có giúp chú chó để chú chó có thể tới được chú chó một chút. Và chúng ta thấy là chú chó khá là tập trung trong cái giai đoạn bảo vệ ở trên đỉnh. Tuy nhiên thì chú chó cần phải chuẩn bị để hồi phục một chút. Thôi, cảm ơn xin cảm ơn chú chó đã tham gia với chúng tôi sau đây là phần của chúng tôi. Do và bài thi thứ nhất là bài thi trả lời thì do những câu có rất chú chó được nhắc thì sẽ được ở đây là cố gắng. Ít ra nhà tôi anh cho các chuyên ứng dụng chuyên mô phát triển của những ứng dụng chuyên mô. Một phần được đánh giá là tốt, vẽ ra là rất tốt hoặc xuất sắc. Tôi là một người này tôi được chuyên mô lại. Vâng, và phần thi sửa và tâm vụ thì khá là tổ chức. Tuy nhiên là ban giám khảo của những câu chú chó có cái thông thái hát đạo hơn. Và tôi thích tâm vụ có cái chút sửa và khá là một chút. Được cho mặt trên tên, được cho tên khá là sửa. Và điểm cho cái phần sửa và tâm vụ thì là tốt ạ. Điểm cho phần sửa và tâm vụ là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần thi cả nước tôi thì điểm ở đây là cao hơn mức trung bình là do cái là do khi được hoàn thành. Thí sinh ở trên trường sơ biết mình một cái điểm sao giải ra mà không có được cái điểm trường sơ. Bài thi tiếp theo là cả nước khi cân giữ thì bài thi này được chọn xuất sắc. Cắn khi cân giữ là xuất sắc. Thí sinh có thể vô cùng tâm được đi một cái điểm mà sao được ra những cái tác dụng. Хотел бы, чтобы принято колонка на уровне собака несколько чище становила помощник обоих по самым контактам. Вам на основе найти танки видео, и читал, да, помните, я просил, что писали. И также покрыли танки команды принято колонка на уровне на оценку из хорошо. Và cổ phần hơi ngoài của tôi bổ sung khi mà là áp đảo ngang. Is it something that we must improve in the colors that we have a book that we need to 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 have a book that Chúng ta xin một tràng vỗ tay cho hai người chủ nhiệm. Cảm ơn các bạn đã xin giữ chúng ta biết tôi và chúng ta vâng và cảm ơn khán giả ở đây và từ chúng ta được chúng ta vâng và đây chúng ta có một số những người 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 vâng và rất mong là những ai mà không đạt được kết quả mong muốn vào ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thể có thời gian thực hiện hơn một chút và giữ tinh thần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đi ăn một bữa cơm ngon trong cuộc sống tại sân bay Tokyo. Và bây giờ thì chúng ta xin công bố điểm cho cái bài thi vừa rồi. Trên G tức là một cái đấy có thể gọi là đánh giá chất lượng của chó được trên gen di chuyển thì là ok. Yes, thank you. Yes, thank you. Yes, thank you. Điểm cho phần thi của thí sinh là xuất sắc 90 điểm. 90 điểm. Như vậy là cái thí sinh đạt cái số điểm cao nhất của cái phần thi bảo vệ này là Ophiot của Trần Xuân Đạt, Ophiot và Trần Xuân Đạt. Chapter là Mai Đức Huy, Việt Đức Tép, Cansinano, Chibi Powder, Hân Hạnh, đồng tài trợ cuộc thi này.